Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video này mình sẽ là cập nhật về cái dự án Shisha Bank nhé. Và bây giờ cái tên của nó là Shisha Chain, một cái đơn vị của là ngân hàng Hồi giáo, họ phát hành miễn phí cho cộng đồng tham gia đăng ký và khai thác cái đồng FP là đồng coin của là dự án. Và dự án này cũng đang chuẩn bị gấp rút sang cái là mainnet ấy, nên là cái vấn đề lúc này thì các bạn nên là vượt qua xác minh danh tính. Cũng như là không hiểu sao ở trên điện thoại mình không đăng nhập được do lỗi là nó không phá được captcha, nên là mình phải đăng nhập trên máy tính để mình khai thác được quay dự án. Nếu như bạn nào mà đang khai thác dự án này thì các bạn nên tranh thủ xác minh nhé. Sau này nếu như mà dự án mainnet mà bạn không xác minh thì là họ sẽ là đốt bỏ cái đồng FP mà bạn đào được, cũng như là họ sẽ thu hồi và làm những cái sự kiện phát triển airdrop cho dự án. Và xem qua về cái lộ trình dự án thì mình thấy dự án này họ rất là tham vọng, cũng như là họ là một cái đơn vị để họ phát triển rất là mạnh về tất cả những cái mặt, ví dụ như không chỉ là không gian tiền điện tử mà họ còn muốn là rất nhiều cái đơn vị, rất nhiều cái doanh nghiệp hợp tác với họ để mà phân phối những cái mặt hàng, cũng như là họ sẽ phát triển thành một cái sàn giao dịch thanh toán Shisha nhé. Thì hiện nay ấy, họ đang có một cái bài viết về những cái cổ tức cổ phần khi mà người dùng lại nắm giữ cái đồng FP là đồng coin, và đây là cái mà họ nói về sẽ phát hành sàn giao dịch. Sàn giao dịch này có tên là Shisha Exchange, một cái nền tảng danh mục đầu tư Shisha Holding đang cách mạng hóa bối cảnh chính cho công ty khởi nghiệp trên toàn thế giới, là một nền tảng dành riêng cho việc trao đổi và giao dịch tiền tệ. Chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính suôn sẻ cần thiết cho huyết mạch của bất kỳ công ty khởi nghiệp nào. Và đây cái vai trò của là hệ sinh thái, vai trò của là Shisha Holding, cũng như là họ có một cái mục tiêu là hướng đến ấy, 5 năm tới sẽ là cam kết hỗ trợ cho 10.000 công ty khởi nghiệp bằng cách cung cấp cho họ các giải pháp tài chính sáng tạo và cái triển vọng tương lai này, tầm nhìn chiến lược của công ty, dự báo công ty, cột mốc quan trọng để thành lập nền tảng trao đổi tiền tệ hiệu quả phù hợp cho các công ty khởi nghiệp và hỗ trợ giao dịch thành công cho 5.000 startup nhé, là các cơ hội là nghề nghiệp này, nhà phân phối, nhà phân tích trao đổi tiền tệ, cố vấn tài chính khởi nghiệp, đại diện dịch vụ khách hàng, dịch vụ tài chính, nhà phát triển công nghệ tài chính, chuyên gia tiếp thị kỹ thuật số, nhà phân tích dữ liệu, dịch vụ tài chính, giám đốc phát triển kinh doanh, cán bộ tuân thủ dịch vụ tài chính, chuyên gia quản lý rủi ro, người quản lý hoạt động cho các dịch vụ trực tuyến. Và có một cái lưu ý là họ cũng đang tìm kiếm đội ngũ là 10 năm CEO để mà điều hành công ty. Nếu như mà những thành viên mà muốn làm CEO ấy, có năng lực thì sẽ là vui lòng gửi cái email đến địa chỉ là shisha@shishaholding.com, và bên dưới là cái cơ hội đầu tư thì cái phần phân phối vốn cổ phần sẽ có là 33% cho người nắm giữ đồng xu là Shisha, và Shisha được đổi lấy đồng xu nhé, và 33% cho nhà đầu tư tài chính, 34% cho người đóng góp công việc. Dự án thì có thông báo có đến là 200 công việc, và tiếp theo là cái liên hệ với chúng tôi nếu mà là đối tác thì xin vui lòng là gửi mail đến địa chỉ của là dự án. Đến đây thì mình quay lại cái app này, mình nói lại nhé, hôm trước mình có ra video mình nói rồi, ở cái vòng tròn kết nối này là cái lý do mà mình nói các bạn là tham gia cũng được và không tham gia cũng được, thì nó chính là cái đối tác này nhé. Tức là các bạn là đối tác thì các bạn mới là cần tạo một cái cộng đồng của mình, và là những người mà kinh doanh đấy, những cái doanh nghiệp đấy, thì mình mới là cần tạo cái cộng đồng. Và thật ra mình là một cái thợ đào thôi, mình cũng không cần thiết phải tạo cái cộng đồng đây đâu, vì mình có tạo cái cộng đồng này nó cũng chẳng có một cái ý nghĩa gì, vì chủ yếu ấy, những người mà là một cái đơn vị hay là một cái kênh bán hàng hay là một cái đội ngũ phát triển dự án thì họ mới cần tạo cái vòng tròn là bảo mật này, là cái vòng tròn kết nối để mà tương tác với cộng đồng của họ để mà xây dựng phát triển. Còn thật ra mình cũng chỉ làm một cái thợ đào để mà kiếm được qua miễn phí và chờ nó niêm yết mình bán, nên là cái việc mà các bạn có tạo vòng tròn bảo mật này nó không quan trọng đâu, mình thích thì mình tạo thôi, còn ngoài ra là nó không ảnh hưởng gì đến việc KYC hay là cũng không ảnh hưởng gì đến cái việc là mainnet của các bạn nhé. Nên cái này bạn nào mà muốn tạo thì mình tạo cho vui vui thôi, còn thật ra thì mình cứ bỏ qua vẫn được.
Rồi và đây là cái trang ấy, giới thiệu về tất cả cái nền tảng hệ sinh thái dự án thì mình thấy dự án này nó cũng rất là tham vọng nhé. Thứ nhất là danh mục dịch vụ và công ty con của chúng tôi. Tiếp theo là tư vấn pháp luật và tranh chấp CISA này, dịch vụ web CISA này, tư vấn công nghệ CISA, cổng thanh toán CISA, tiếp thị CISA, dịch vụ nhân sự CISA, tài trợ và phát triển kiểm toán CISA, sàn giao dịch CISA, ngân hàng kỹ thuật số CISA, dịch vụ tiền điện tử CISA, dịch vụ đám mây CISA, tư vấn kinh doanh CISA, giải pháp AI của CISA, học viện CISA, tham gia cổ phần này. Thì mình thấy đây là một cái nền tảng nó đầy tham vọng đấy, không những là phát hành cái đồng quay, là cái đồng FP nói riêng đâu, mà cái hướng đi của nó cũng đầy tham vọng, không phải là riêng về là tiền điện tử đâu, mà họ muốn là phát triển tất cả những cái công ty, những cái doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ xây dựng phát triển những cái mặt hàng thương mại như kiểu là một cái kênh bán hàng luôn ở trên cái nền tảng hệ sinh thái dự án đấy. Và cái quan trọng nhất, nếu như bạn nào mà bây giờ chưa thực hiện cái KYC thì trong lúc này bạn nên là KYC, mai kia mà dự án bước vào là mai nét đấy. Nếu như mà các bạn chưa KYC thì dự án sẽ thu hồi hết cái số cái đồng FP mà các bạn đào được, và có thể là họ sẽ là thu hồi cái đồng FP mà những cái thành viên ấy mà không vượt qua xác minh danh tính để làm cái phần thưởng airdrop cho cộng đồng, hay là làm những cái sự kiện để mà phát triển, hay là làm những cái thanh khoản về sau nhé. Nên là trong lúc này vẫn còn cái cơ hội cho mình xác minh khá là nhiều. Bạn nào mà mình chưa xác minh ấy, thì mình nên là gửi cái đơn mình xác minh. Còn bạn nào mà mình đã xác minh mà chưa được là duyệt cái thông tin ấy, thì các bạn kiểm tra lại cái hồ sơ xác minh của mình, xem nó còn thiếu cái gì thì bạn bổ sung cho đủ nhé. Bạn này vẫn chưa được xác minh này thì bạn này cũng nên là kiểm tra lại cái thông tin của mình ấy. Phần nào còn thiếu thì các bạn sẽ bổ sung nhé. Thật ra một số bạn những lúc mà họ đang cho xác minh ấy, mà có rất nhiều những cái kênh truyền thông cập nhật hướng dẫn thì xác minh thì các bạn không làm, nhưng mà mai kia mà dự án là mai nét mà dự án thành công ấy, lúc đấy bắt đầu cho mình rút cái đồng FP mình bán ấy, lúc đấy các bạn quay lại với hỏi là còn KYC nữa không, thì lúc đấy cái cơ hội nó đã là không còn nữa. Nên là trong này cũng là cái lúc mà cái cơ hội cho mình ấy còn rất là dài, thì mình sẽ là xác minh là cái việc mình chứng minh là con người thật chống robot để mà được nhận cái đồng SP, là cái đồng quay mình đào trên dự án. Đây là cái trang chính của dự án là Sida Bank ấy, thì các bạn muốn đọc tìm hiểu thêm các bạn lên trang Twitter này các bạn đọc nhé. Còn ngoài ra đây là cái bài viết mà họ đang tìm kiếm 15 CEO với là 200 công việc trực tuyến nhé. Đó thì cái này là họ đang tìm kiếm 15 CEO và 200 công việc trực tuyến. Những cái CEO này thì họ họ muốn đăng ký thì họ sẽ lựa chọn những cái công việc mà dự án đang có này, mà ở những cái mục mà mình vừa là đọc qua cho bạn là trong này nó có rất nhiều cái công việc, và những công việc này thì sẽ dành cho những cái CEO nào hợp với cái công việc nào thì họ sẽ là gửi cái đơn mà họ đăng ký tham gia. Ví dụ như là họ muốn làm cái tiếp thị thì họ đăng ký tuyển dụng vào là tiếp thị, hay là làm những cái như kiểu là phát triển dịch vụ đấy thì họ đăng ký. Tiếp theo nữa đây bên dưới là cái bài viết ấy mà họ có thông báo là đang chuẩn bị cho cái mạng chính ấy, thì cái cụ thể là mạng chính ấy, theo như cái sách trắng thì sẽ là vào là tháng 10 nhé. Còn lại thì cũng chưa rõ là vào ngày nào trong là tháng 10 đâu. Nên là đây cũng là cái lúc mà đang là gấp rút để mà bước vào là mainnet, thì cái quan trọng nhất mình làm sao để mà vượt qua xác minh danh tính thôi. Để mà bước vào mainnet thì mình được mở khóa cái đồng là FP để mình bán. Còn thật ra trong lúc này cái giá trị của cái đồng FP sau khi mà mainnet mà được niêm yết trên sàn giao dịch thì không ai có thể là đoán được ấy là nó là bao nhiêu đâu. Nên là cứ thành công là một cái điều rất là quý, một cái điều rất là mừng, thì mình có cơ hội mình kiếm được tiền miễn phí. Còn theo như cái thông tin ở bên phía Sita Holding ấy, thì dự án này họ cũng đầy cái tham vọng nhé. Cái trước mắt thì họ sẽ xây dựng một cái sàn giao dịch cổng thanh toán là Sita, và sàn giao dịch Sita cũng như là sẽ có cái như là cổ phần cái đồng Sita nếu như mà dành cho những người mà holding đấy. Thì đây là cái trang là Sita Holding, tức là về cái mà mình sẽ hold cái đồng Sita để mà ăn chia những cái cổ phần
hay là những cái cổ tức nhé. Thì trong này cũng là cái lúc mà bạn nên là để ý vấn đề là xác minh của mình đã hoàn tất chưa. Nếu như mà chưa hoàn tất thì thời gian vẫn còn, bạn nên là chỉnh sửa. Còn nếu như bạn nào mà chưa KYC thì các bạn tranh thủ mình KYC, mai kia mà dự án bước vào mainnet ấy, mình lại không còn cái cơ hội thì mình sẽ là KYC nữa. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video, mình cũng xin được là kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau.